6 cách khắc phục mụn lưng hiệu quả tại nhà. Mụn lưng là một vấn đề khá phổ biến khiến nhiều chị em lo ngại và thiếu tự tin. May mắn thay, mụn lưng có thể tự điều trị ngay tại nhà bằng một số cách dưới đây. 1. Nguyên nhân gây mụn lăng. Cơ thể sản xuất một loại dầu gọi là bã nhờn. Bã nhờn di chuyển lên các nang lông giúp da và tóc không bị khô. Mụn ở lưng hình thành khi lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi dầu nhờn, bụi bẩn, tế bào chết tích tụ. Khi một nang lông bị bịt kín và nằm bên dưới da sẽ tạo thành một đầu trắng. Khi một nang lồng bị bịt kín nằm trên bề mặt da của bạn mở ra, nó sẽ tạo thành một đầu đen. Một đầu đen xuất hiện là do phản ứng giữa bã nhờn và không khí. Một số nguyên nhân phổ biến gây mụn lưng bao gồm Genji Chu In Tác dụng phụ của thuốc, một số loại thuốc, bao gồm cả co ti câu sở te roi, có thể gây ra mụn trứng cá ở lưng hoặc làm cho tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Nội tiết tố, phụ nữ mang thai và thanh thiếu niên đang trải qua giai đoạn dậy thì có nhiều khả năng bị nổi mụn do nồng độ hormone thay đổi. Sản phẩm chăm sóc da không phù hợp, một số loại kem dưỡng da có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và dẫn đến mụn trứng cá. Mồ hôi, đặc biệt là nếu mồ hôi bị giữ lại dưới lớp quần áo chật có thể khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn và gây ra mụn trứng cá. Căng thẳng và lo lắng, khi căng thẳng hoặc lo lắng, cơ thể của bạn tạo ra nhiều hóc môn co ti dồ hơn. Khi đó, cơ thể sản xuất nhiều bã nhờn hơn góp phần gây ra mụn. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng thực phẩm có thể là nguyên nhân gây mụn trứng cá ở lưng. Theo Học viện Gia liễu Hoa Kỳ, một số bằng chứng cho thấy có vài loại các bo Z như bánh mì trắng, khoai tây chiên có thể làm tăng lượng đường trong máu góp phần gây ra mụn trứng cá. Đối với một số người, tiêu thụ các sản phẩm từ sữa cũng có thể gây mụn. 2. Ứng phó với mụn lưng tại Na Trong hầu hết các trường hợp, mụn trứng cá ở lưng có thể loại bỏ bằng cách thay đổi lối sống và sử dụng các biện pháp khắc phục tại nhà. 2.1 Tránh nạn măn Tránh việc tự nặn mụn vì điều này sẽ chỉ khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn, gây ra các vết thâm và sẹo. Thay vào đó, nên tới spa hoặc các địa chỉ chuyên khoa da liễu để được làm sạch mụn an toàn. 2.2 Tắm sau khi tập Lion Sau khi tập luyện, bạn nên tắm và thay quần áo ngay bởi để mồ hôi và bụi bẩn bám trên da sau khi tập luyện có thể là nguyên nhân góp phần gây ra mụn ở lưng. 2.3 Tẩy tế bào chết Sử dụng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng với các thành phần như axit sơ ly xích ly để loại bỏ da chết. Lưu ý thực hiện tẩy da chết nhẹ nhàng bởi trà sát mạnh với tần suất cao có thể làm tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn. 2.4 Đảm bảo ga giường và khăn tắm luôn sạch Điều quan trọng là luôn sử dụng khăn tắm, ga chải giường và vỏ gối sạch để giảm thiểu lượng tế bào da chết và vi khuẩn tiếp xúc với da của bạn. Hãy cố gắng thay ga giường ít nhất một lần một tuần. 2.5 Sử dụng kem trị măn. Các loại kem mụn có chứa các thành phần như benzoyl peroxide, Zisocyanol, axit salicylic có thể giúp điều trị mụn lưng nhẹ hiệu quả. Những thành phần này sẽ giúp diệt vi khuẩn gây mụn ở lưng và ngăn ngừa mụn mới hình thành. 2.6 Ăn uống lành man Chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến làn da. Nếu bạn đang bị mụn lưng, hãy tránh những loại thực phẩm có chỉ số đường huyết, di cao. Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ những loại thực phẩm này khiến lượng đường trong máu tăng nhanh chóng, làm cho tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn thay vào đó hãy tạo chế độ ăn uống lành mạnh cân bằng với nhiều rau trái cây thịt nạc và ngũ cốc